Xin kính chào quý vị và các bạn, Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 7 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương vào ngày thứ Sáu vừa qua cho biết, hiện tại lũ lụt do tuyết tan ở phía Bắc Tân Cương vẫn tiếp diễn và một số con đường lớn ở A Tay, khu vực 50 năm không xảy ra thiên tai tuyết lớn. Lượng nước sông lớn tăng mạnh, vùng núi tuyết còn nhiều, tình hình phòng chống lũ lụt lưu vực sông đang gặp nhiều khó khăn. Theo Văn phòng Kiểm soát lũ lụt và hạn hán, trụ sở chính của khu tự trị, tuyết gây ra lũ tuyết tan ở khu vực A Tay. Trong giai đoạn trước chủ yếu tập trung ở các sườn núi nông, có nắng và có mưa lớn. Sông Ulungu có thể trải qua một đợt lũ kết hợp giữa tuyết tan và mưa lớn cứ 30 đến 50 năm một lần hoặc thậm chí lớn hơn. Đội giám sát phòng chống lũ lụt bao gồm văn phòng giảm nghèo của khu tự trị, văn phòng tổng hợp của chính quyền khu tự trị, văn phòng trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán và các bộ phận khác gần đây đã hoàn thành việc điều tra tình hình thiên tai và công tác chống lũ lụt và cứu nạn ở Thanh Hà, Phúc Vân, Phúc Hải và các quận khác trong khu vực An Tây, nơi xảy ra lũ lụt do băng tuyết nghiêm trọng giám sát và kiểm tra. Theo tình hình toàn diện do đoàn giám sát cung cấp kể từ mùa đông năm ngoái và mùa xuân năm nay, lượng mưa ở khu vực An Tây ở phía Bắc Tân Cương cao hơn khoảng 40% so với mức trung bình lịch sử và dòng chảy của sông Itis, sông Ulugu và sông Kelan đều đã vượt quá những năm trước. Kể từ mùa xuân năm nay, các khu vực xảy ra lũ lụt do tuyết tan ở vùng An Tây chủ yếu tập trung dọc theo lưu vực sông Ulugu, trong khi thượng nguồn sông chủ yếu tập trung ở các vùng núi nông có nhiều tuyết. Theo dữ liệu giám sát của các trạm thủy văn khác nhau trên sông Ulugu, từ tháng 3 năm nay đến nay đã xảy ra lũ tuyết quy mô lớn ở nhiều dòng chảy trên núi và các nhánh quan trọng của sông Đại Thanh và sông Hiểu Khánh trong lưu vực sông Ulugu. Đó là một dòng chảy với lưu lượng tối đa 328 m khối mỗi giây. Phóng viên được biết, từ nhiều huyện Thanh Hà nằm ở thượng nguồn sông Ulugu, người dân ở những khu vực bị lũ lụt đe dọa đã bắt đầu di chuyển dưới sự tổ chức của chính quyền địa phương và cố gắng hết sức để đối phó với các tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, các quận Phúc Vân và Phúc Hải ở hạ lưu sông Ulugu đã phải hứng chịu những năm khô hạn liên tiếp trong những năm gần đây. Các công trình kiểm soát lũ ở nhiều nơi đã lỗi thời và hư hỏng, áp lực kiểm soát lũ tăng mạnh. Khu tự trị đã tuyên bố rõ ràng rằng công tác kiểm soát lũ lụt và an ninh phải là ưu tiên hàng đầu trong tương lai gần và các chuyên gia từ các sở khí tượng thủy văn sẽ được tổ chức để nghiên cứu và đánh giá mức độ lũ lụt trong tương lai ở phía Bắc Tân Cương và tập trung vào các đoạn sông trọng điểm đe dọa an toàn đô thị, đánh giá lại lượng lũ, đồng thời yêu cầu các quận, thành phố thuộc lưu vực sông chính A Tay tháo dỡ đồ long khổng và các công trình ngăn nước càng sớm càng tốt để đáp ứng yêu cầu xả lũ và đảm bảo an toàn phòng chống lũ hạ du. Phóng viên cũng được biết từ Cục Dân Chính của khu tự trị rằng, cho đến nay, khu tự trị đã phân bổ 12 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ thiên tai cho khu vực bị thiên tai, đồng thời điều động 5.500 lều cứu trợ thiên tai và các vật liệu cứu trợ khác để đảm bảo cuộc sống của người dân, những người bị ảnh hưởng và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Các chuyên gia khí tượng và bảo tồn nước ở lưu vực sông Hoài Hà gần đây đã thảo luận về việc kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Hoài Hà ở Nam Kinh và tin rằng các dữ liệu khí tượng khác cho thấy lưu vực sông Hoài Hà có thể gặp phải lũ lớn. Lũ lụt năm nay cần được quan tâm. Hiện nay, tất cả các bộ phận của lưu vực sông Hoài Hà đang tích cực chuẩn bị để ngăn chặn nguy cơ lũ lụt. Theo dự báo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia, mùa hè năm nay, biên độ mưa nhiều hơn ở Trung Quốc sẽ lớn hơn cùng kỳ năm ngoái. Các vành đai mưa chính có thể nằm dọc theo trung lưu sông Dương Tử, dọc theo sông Hoài Hà và những nơi như sông Hoàng Hoài, lũ lụt sẽ xảy ra ở một số khu vực. Trong số đó, phần phía đông của Hà Nam và phần phía tây bắc của An Huy nằm ở thượng nguồn và trung lưu của sông Hoài Hà. Hơn 20-50% và một số khu vực có thể xảy ra thiên tai lũ lụt. Theo phân tích xu hướng khí hậu của mùa lũ sông Hoài Hà năm nay do Trung tâm Khí tượng lưu vực sông Hoài Hà cung cấp, kể từ đầu năm nay, lượng mưa ở Trung và Nam lưu vực sông Hoài Hà cao hơn bình thường trong cùng kỳ và dòng chính có lượng mưa nhiều hơn 20%. Lượng mưa ở dòng chính của toàn lưu vực sông Hoài Hà và hầu hết các thượng nguồn cao hơn khoảng 20% so với những năm trước. Toàn lưu vực sông Hoài Hà bước vào mùa mưa từ tháng 6, khả năng xảy ra lũ lụt ở một số khu vực cao hơn dọc sông Hoài Hà.
Theo phân tích của các chuyên gia khí tượng, hiện tượng El Nino ở Xích Đạo, Trung Tâm và Đông Thái Bình Dương vẫn đang tiếp diễn và tác động lớn đến lưu vực sông Hoài Hà. Ba sự kiện El Nino xảy ra dẫn đến lũ lụt ở sông Hoài Hà vào năm sau. Đặc điểm trên giống với tình hình hoàn lưu các thời kỳ trước hạ và đông của các năm lũ điển hình trên lưu vực sông Hoài Hà, nên dự đoán lượng mưa mùa lũ của lưu vực năm nay sẽ mưa nhiều hơn. Tiền Mân, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Hoài Hà kiêm Giám đốc Ủy ban sông Hoài Hà cho biết hiện tại các điều kiện thuận lợi là với việc hoàn thành 19 dự án trọng điểm để kiểm soát lũ sông Hoài Hà, các tiêu chuẩn kiểm soát lũ của sông Hoài Hà đã được cải thiện đáng kể, việc thiết lập các cơ chế khẩn cấp khác nhau và mức độ quản lý lũ lụt cũng đã có một sự cải thiện lớn. Nhưng những vấn đề hiện tại không thể bỏ qua. Tiền Mân tin rằng, thứ nhất, đặc điểm tự nhiên của lưu vực sông Hoài Hà, nơi thường xuyên xảy ra thiên tai không thay đổi và rất khó sử dụng việc tích trữ và ngăn chặn lũ lụt, khu vực an toàn, hiệu quả. Khi lũ lớn xảy ra, vẫn phải di chuyển dân số lớn. Thứ hai, vấn đề ngập úng do lũ ở vùng trũng, cửa đóng then cài vẫn còn tồn tại. Thứ ba, các sông có quy mô tụt hậu, quản lý các dự án quy mô nhỏ yếu kém, tiềm ẩn nguy cơ hồ chứa, nguy hiểm nghiêm trọng. Công trình mới chưa được kiểm chứng lũ lụt. Thứ tư, thiên tai như lũ cuốn núi, lở đất, sạt lở đất lan rộng và đột ngột. Tiền Mân yêu cầu tất cả các khu vực dọc theo sông Hoài Hà tiếp tục thực hiện trách nhiệm kiểm soát lũ lụt khác nhau, lấy trách nhiệm điều hành làm trung tâm, làm tốt công tác đảm bảo an toàn cho các dự án kiểm soát lũ lụt đang được xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch kiểm soát lũ lụt khác nhau, tăng cường quản lý hiệu quả các luồng sông, vùng chứa lũ, chú ý phòng chống thiên tai bão lũ, chấp hành chỉ huy thống nhất, làm tốt công tác phòng chống lũ lụt trên lưu vực sông. Từ hội nghị công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh An Huy năm nay, phóng viên được biết, theo dự báo về xu hướng khí hậu trên cả nước và tỉnh An Huy, lượng mưa trên sông Hoài Hà, lưu vực mùa lũ năm nay sẽ dâng cao hơn bình thường khoảng 20%, tình hình hết sức khó khăn. Theo Bảo Văn Trọng, Phó Giám đốc Cục Khí tượng tỉnh An Huy, theo dự báo từ nhiều dữ liệu khác nhau trong mùa lũ năm nay, phạm vi lượng mưa ở tỉnh An Huy sẽ tăng so với năm ngoái, với lượng mưa nhiều hơn 20% dọc theo sông Hoài Hà và lượng mưa ít hơn một chút ở phía nam sông Dương Tử. Lượng mưa tập trung trong mùa mưa và có nhiều khả năng xảy ra lũ lụt ở một số khu vực giữa Hoài Bắc và Giang Hoài. Theo Kỳ Băng, Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh An Huy, kể từ đầu năm nay, nhiệt độ ở tỉnh An Huy tăng giảm mạnh. Lượng mưa cao hơn bình thường, lượng mưa cục bộ cao hơn 80%. Cuối tháng vừa qua, Trung tâm Khí hậu của Tổng cục Khí tượng Trung Quốc và Trung tâm Thông tin Thủy lợi thuộc Bộ Tài nguyên nước đã tiến hành tham vấn và dự báo về xu thế khí hậu của mùa lũ năm nay. Điều đó cũng cho thấy vào mùa hè năm nay, lượng mưa ở khu vực Giang Hoài và Hoàng Hoài sẽ cao hơn đáng kể. Mưa lớn và lũ lụt có thể xảy ra ở một số khu vực. Trước tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng, tỉnh An Huy đã gấp rút triển khai các biện pháp. Đối với các công trình kè sông, hồ chứa nước trọng điểm, các thành phố, thị xã, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét phải công bố danh sách người đứng đầu cơ quan quản lý, người chịu trách nhiệm kỹ thuật các cấp có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng và được đông đảo quần chúng nhân dân đón nhận. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh với cường độ 5,9 độ Richter xảy ra vào lúc 7 giờ 45 phút tại thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc. Nhưng Reuters và Tân Hoa Xã cho biết đây là trận động đất mạnh với cường độ 6,6 độ Richter. Đến khoảng trưa theo giờ địa phương, chính quyền Cam Túc nói với AFP rằng 371 dư chấn đã xảy ra kể từ đó, trong đó dư chấn lớn nhất lúc 9 giờ 12 phút sáng với cường độ 5,6 độ Richter. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn số liệu thống kê của Ban nội chính tỉnh Cam Túc lúc 14 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, được biết có 56 người thiệt mạng, 412 người bị thương, 14 người mất tích và hơn 21.000 tòa nhà bị hư hại, hàng nghìn ngôi nhà bị sập. May mắn thay, không có thiệt hại nào gây ra cho các cơ sở đường sắt của tuyến Long Hải. Dựa trên các báo cáo từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc và nước ngoài, trận động đất nằm trong khu vực đứt gãy ở ngã ba huyện Min và huyện Giang với độ sâu tiêu cự 20 km và tâm chấn cách thành phố Định Tây 126 km về phía tây nam, cách huyện Min và quận 17 km, 49 km từ huyện Giang, các thành phố và quận như Định Tây, Long Nam, Cam Nam, Lâm Hạ, Lan Châu và Bạch Ngân thường cảm nhận được điều đó. Hiện tại, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ Trung Quốc đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp quốc gia để cứu trợ thiên tai, đồng thời cử một nhóm công tác đến khu vực thiên tai để kiểm tra tình hình thiên tai và hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai. Đồng thời, Tân Hoa Xã chỉ ra rằng Sở Nội vụ tỉnh Cam Túc đã phát động phản ứng 3 cấp, khẩn cấp điều động 500 chiếc lều,
và 2.000 chăn bông đến vùng thiên tai. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc cũng cử một đội cứu trợ thiên tai và khẩn cấp vận chuyển 200 lều, 1.000 bộ dụng cụ cấp cứu gia đình và 2.000 áo khoác từ Trung tâm Ứng phó và Cứu trợ Thiên tai Tây An đến vùng thiên tai. Các chuyên gia chỉ ra rằng một trận động đất đã xảy ra ở Định Tây, Cam Túc vào sáng ngày 7 tháng 9, nhưng tỉnh Cam Túc đã đưa ra cảnh báo mưa bão đỏ vào đêm ngày 6 tháng 9, thậm chí có thể do mưa lớn gây ra lở bùn hoặc sạt lở đất nên e rằng sẽ không có lợi cho công tác cứu hộ sau động đất. Truyền thông Trung Quốc đưa tin ba thành phố Long Nam, Thiên Thủy và Bình Lương của tỉnh Cam Túc hôm 6 tháng 9 hứng chịu mưa lớn do khả năng cao xảy ra lũ lụt và thảm họa địa chất. Đài quan sát khí tượng Trung ương Lan Châu đã đưa ra tín hiệu cảnh báo đỏ về mưa bão ở mức cao nhất lúc 10 giờ 10 phút đêm ngày 6 tháng 9. Giờ đây, Cục Khí tượng tỉnh Cam Túc đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp 4 cấp để đảm bảo an ninh khí tượng chính thành ứng phó khẩn cấp cấp 3 nhằm đối phó với khả năng mở rộng của thảm họa. Ngoài ra, Sở Đất đai và Tài nguyên tỉnh Cam Túc và Cục Khí tượng tỉnh Cam Túc đã cùng đưa ra cảnh báo rủi ro khí tượng đối với các thảm họa địa chất. Dự kiến Long Nam, Thiên Tân, Bình Lương, Thanh Dương, Định Tây, Cam Nam, Lâm Hạ và các thành phố và quận khác sẽ có nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất cao hơn do các yếu tố khí tượng trong vòng 24 giờ. Cư dân địa phương cần cảnh giác và chuẩn bị sơ tán nếu cần thiết. Gần đây nhất là trận động đất Song Bàn Đông Bắc ở Tứ Xuyên với cường độ 6,5 độ Richter và cách tâm chấn của trận động đất này là 178 km. Trận động đất gần nhất là trận động đất 6,8 độ Richter ở huyện Mân Tây, tỉnh Cam Túc, chỉ cách tâm chấn 21 km. Trận động đất lớn nhất là trận động đất 8 độ Richter ở Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, trong đó cách tâm chấn 121 km. Thông tấn xã Trung ương chỉ ra rằng trong 5 năm qua, ở Trung Quốc đại lục đã xảy ra nhiều trận động đất từ 6 độ Richter trở lên, trong đó trận động đất Vân Xuyên ở Tứ Xuyên là nghiêm trọng nhất, lên tới 8 độ Richter. Tất cả chúng ta còn nhớ trận động đất ở Vân Xuyên xảy ra vào năm 2008 đã cướp đi sinh mạng của hơn 69.000 người, hơn 374.000 người bị thương và hơn 17.000 người mất tích, là thảm họa tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây do động đất gây ra. Trận động đất Định Tây ở tỉnh Cam Túc lúc 7 giờ 45 phút sáng ngày 7 tháng 9 có cường độ 6,6 độ Richter. Tính đến 14 giờ 30 phút theo giờ Bắc Kinh, đã có 56 người thiệt mạng và 412 người bị thương. Con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!